từ ngày 14 tháng 3 năm 2024, Sen Phạc Ma đã chính thức ra mắt nền tảng học trực tuyến e-learning senphacma.vn với giao diện đơn giản, thân thiện, giúp học viên dễ dàng thao tác và tối ưu hóa thời gian học tập. Chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, e-learning senphacma.vn đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo học viên. Để hỗ trợ bạn trải nghiệm khóa học một cách hiệu quả nhất, Sen Phạc Ma đã thực hiện video hướng dẫn chi tiết về các thao tác cơ bản trên nền tảng. Hãy cùng Sen Phạc Ma bắt đầu hành trình khám phá các tính năng và chinh phục mục tiêu học tập của bạn trên e-learning senphacma.vn nhé. Để trải nghiệm các khóa học trên e-learning platform, bạn cần thực hiện các bước sau đây. Bước 1, tạo tài khoản. Bước 2, đăng ký khóa học. Bước 3, tiến hành thanh toán. Bước 4, bắt đầu trải nghiệm khóa học. Bước 1, bạn cần tạo một tài khoản để có thể đăng ký và trải nghiệm được các khóa học miễn phí trên e-learning platform. Đầu tiên, bạn nhấp vào nút đăng nhập ở góc phải phía trên màn hình. Tiếp theo, điền các thông tin yêu cầu vào form và nhấn vào nút đăng ký ngay để hoàn tất quá trình tạo tài khoản. Bước 2, tìm kiếm và đăng ký khóa học mong muốn. Có 3 cách để tìm kiếm khóa học mong muốn. Cách thứ nhất, bạn có thể tham khảo các khóa học nổi bật. Cách thứ hai, tìm kiếm khóa học theo chủ đề học tập. Cách thứ ba, sử dụng chức năng lọc trên trang khóa học. Cách thứ nhất, bạn có thể tham khảo các khóa học nổi bật. Các khóa học nổi bật là những khóa học của Sen Phạc Ma nhận được nhiều sự quan tâm và đánh giá tích cực từ học viên. Bạn có thể sử dụng ký hiệu mũi tên ở hai bên để di chuyển và xem thông tin tất cả các khóa học nổi bật. Sau đó, nhấp vào nút mua ngay của khóa học mà bạn muốn trải nghiệm. Khóa học của bạn sẽ được thêm vào giỏ hàng. Bạn có thể tiếp tục lựa chọn các khóa học khác với thao tác tương tự hoặc tiến hành thanh toán. Các bước thanh toán mình sẽ hướng dẫn trong phần sau. Cách thứ hai, bạn có thể tìm kiếm khóa học theo chủ đề học tập. Trên e-learning platform, các khóa học được phân loại theo chủ đề học tập từ kỹ năng mềm đến các lĩnh vực chuyên môn trong nhà máy sản xuất dược phẩm. Sen Phạc Ma hy vọng các khóa học sẽ giúp cho học viên không chỉ nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn cải thiện kỹ năng để ngày càng phát triển trong quá trình làm việc tại nhà máy dược. Bằng cách chọn vào chủ đề học tập mà bạn quan tâm, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy được tất cả các khóa học liên quan đến chủ đề mà bạn đã chọn. Tiếp theo, bạn nhấp vào nút mua ngay của khóa học phù hợp với bạn để thêm khóa học vào giỏ hàng và tiến hành thanh toán. Cách thứ ba, sử dụng tính năng lọc trên trang khóa học. Bạn có thể truy cập vào trang khóa học bằng cách nhấn vào tab khóa học ở thanh tiêu đề để hiển thị tất cả các khóa học hiện có trên e-learning platform. Sau đó, sử dụng tính năng lọc của trang để chọn lọc các khóa học riêng lẻ hay combo ưu đãi, các khóa học theo chủ đề học tập, miễn phí hoặc trả phí, nhằm giúp cho các bạn sinh viên trang bị được những kỹ năng cần thiết và những định hướng tốt trong tương lai. Sen Phạc Ma đã cho ra mắt các khóa học hoàn toàn miễn phí như bí quyết xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, quản trị bản thân. Hy vọng các khóa học sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị và những kiến thức bổ ích. Bước 3, thanh toán khóa học. Tất cả các khóa học bạn chọn đều đã được thêm vào giỏ hàng. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng giỏ hàng ở góc phải phía trên ngay thanh tiêu đề để xem lại các khóa học mà bạn đã chọn và tiến hành thanh toán. Ở trang thanh toán, bạn cần thực hiện các bước sau đây. Nhập mã giảm giá của Sen Phạc Ma nếu có. Để kiểm tra thông tin mã giảm giá, bạn có thể liên hệ với fanpage hoặc Zalo của Sen Phạc Ma thông qua các nút liên hệ ở góc phải bên dưới màn hình để được hỗ trợ. Điền thông tin thanh toán. Nếu bạn cần xuất hóa đơn thì bạn tích vào tùy chọn. Bạn muốn xuất hóa đơn cho khóa học, sau đó điền thông tin xuất hóa đơn. Cam kết bảo mật thông tin và nhấn vào nút thanh toán. Thông tin đơn hàng của bạn sẽ được mã hóa thành QR code. Bạn chỉ cần quét mã, tất cả các thông tin chuyển khoản sẽ được điền tự động. Sau đó, bạn nhấp vào nút chấp nhận chuyển khoản để hoàn thành thanh toán. Sau khi chuyển khoản xong, tình trạng đơn hàng của bạn sẽ là tạm dừng và chờ admin kiểm tra để phê duyệt đơn hàng. Trong vòng 24 tiếng, nếu bạn chưa thấy admin liên hệ để phê duyệt đơn hàng cho bạn, bạn vui lòng liên hệ với fanpage hoặc Zalo của Sen Phạc Ma để được hỗ trợ. Bước 4. Bắt đầu trải nghiệm khóa học. Sau khi đơn hàng đã được phê duyệt, bạn có thể bắt đầu trải nghiệm khóa học. Đầu tiên là phần giới thiệu nội dung tổng quát của khóa học, bao gồm thông tin giảng viên, lợi ích và nội dung của khóa học. Phần tiếp theo là đánh giá khóa học của các học viên. Đây là điểm số trung bình của khóa học do các học viên đã tham gia khóa học nhận xét và đánh giá. Tiếp theo là phần hỏi đáp về khóa học. Đừng ngần ngại chia sẻ ngay tại phần hỏi đáp, nơi bạn có thể đặt những câu hỏi và nhận được những giải đáp chi tiết từ giảng viên. Hơn thế nữa, bạn còn có cơ hội tham khảo vô số câu hỏi của các học viên khác, từ đó có cái nhìn toàn diện và hiểu rõ hơn về khóa học. Cuối cùng là phần bài giảng sử dụng trong khóa học, bạn có thể tải tài liệu để dễ theo dõi và ghi chú các nội dung cần thiết trong quá trình học. Ngoài ra, trong quá trình học tập, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì có thể đặt ngay câu hỏi trong phần bình luận trong mỗi bài học.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hướng dẫn sử dụng e-learning platform của Sinh Vật Ma. Hy vọng với 4 bước đơn giản trên, các bạn có thể dễ dàng trải nghiệm và tối ưu hóa thời gian học tập của mình. Với mong muốn mang đến cho học viên những trải nghiệm học tập tốt nhất, Sinh Vật Ma rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ các bạn để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy. Hãy tiếp tục theo dõi các video tiếp theo của Sinh Vật Ma để khám phá thêm nhiều thông tin và khóa học bổ ích nhé!